vào đây ạ. À? Đi ra. Ê, thấy khách của Lily chưa? Sang chảnh và đặc biệt là hoàn toàn bình thường. Chị gọi chị à chị? Chị ly sinh tố sữa dâu. Ê, nhìn vậy mà uống sữa dâu hả? Ủa, vậy được không nè? À dạ, được lắm chị. Chắc à, đúng rồi, mình phải đi làm sữa dâu cho chị đúng không? Mình phải đi làm sữa em. Đùn đầy nhá, không đưa lên. Bảo tôi đưa làm gì không biết. Ui, quá. Sữa dâu của chị đi ạ? À? Đúng rồi. Chả lẽ tôi lại... dạ vâng ạ. Sinh tố dâu của đại tỷ đấy ạ. Sinh tố dâu cũng đẹp da. Đẹp da, sinh tố dâu đẹp da xuất sắc. Hân hạnh phục vụ khách VIP ạ. Khóa cây lại chưa, cẩn thận bài cướp. Em ơi. Sao vậy? Chị nói nhỏ thôi, chị nói to, em giật mình, em bị nhịu. Từ nãy giờ chị thấy mình nói cũng nhỏ thôi mà. Thế à, thế chắc là do em nhầm ạ. Thôi em cho chị tính tiền đi, chị đang vội. Thế chị vừa đến mà chị đã đi rồi à? Thôi chị đang vội, bao nhiêu em? Hình như là... Dạ free chị, miễn phí. Riêng chị em không lấy tiền. Dạ chị cứ cáo lui ạ. Dạ vâng ạ. Ôi thế sao lại có quán cà phê tốt thế này nhở? Dạ. Thôi, thế để lần sau chị đến trả nhá. Thôi chị đi cũng được, không cần có lần sau đâu chị ạ. Dạ vâng ạ. Không cần đâu. Thôi em nói thế chị thấy hơi ngại. Bao nhiêu chị trả này? Dạ thôi ạ. Thôi cầm lấy đi, chẳng mấy khi. Cầm lấy. Ủa? Ngại gì em, cầm lấy. Thôi chị đừng có dụ em. Kìa, cầm lấy em một cười. Chị muốn chết không chị? Các con đi làm gì hả? Cầm một đống tiền tính cướp của người khác à? Bực quá. Bao nhiêu việc không hiểu ngại gì cũng biết. Này, cầm lấy. Đang vội thì chớ lại còn gặp bọn giỏ hơi. Chả hiểu, đồ chơi thì mất. Không biết có ô tô đồ chơi đâu, thấy mất cái súng đồ chơi đến mức cái mình. Chị ơi, thì hóa ra cái này là súng đồ chơi à? Thế nó không là đồ chơi thì là cái gì? Em tưởng... Thế chẳng nhẽ em lại tưởng... Ôi trời đất ơi! Mấy cô này! Nó là đồ chơi! Thôi, chị đi nhá, đang vội! Cảm ơn! Thế thiếu 20.000. Ê chị ơi! Thiếu tiền chị ơi! Rồi ạ! Lỗ mất 20 rồi! Lâm Ngọc hay lắm chị ạ. Bói bài tarot nhá. Khách nghe nói chuẩn quá nên tới nườm nượp luôn. Này,
đẹp ngay, chị không bao giờ chấp nhận cho bói toán ở đây, nghe chưa? Doanh thu, doanh thu. Cái này nó cũng hiện đại em nhờ. Tốt, nói chung là quán mình nên tiếp tục phát huy. Tình hình mình nó sao rồi? Từ cái bữa tưởng nhầm là gái bẫy là em tởm luôn rồi chị ạ. Mà kéo mỗi bố mẹ của anh gì đến thôi ạ. Còn em thì vẫn thản tính đều trên Facebook chị ạ. Em cũng để tính đều. Đều cái gì? Bà 3 ngày mới thả được một cái status. Thế bảo kêu đều. Thì cũng phải từ từ chứ. Bình thường ấy, một tuần tôi chỉ ăn một cái ảnh của một status thôi. Logic và theo tính toán mà nói, tần suất như thế là ổn. Theo định luật. Thôi im. Bỏ đi từ từ đi. Thực ra ấy, thả thính nó là cả một nghệ thuật. Các em phải biết cách thả. Thả làm sao cho người ta mê, thả làm sao cho nó sang, chứ không phải là thả âm ra đâu, hiểu không? Đấy, và quan trọng ấy, thả thế nào để thả. Tôi vẫn cần có nhiều khách, nghe không? Em rất nhiều khách. Số nhiều. Bao nhiêu? 2 ạ. Hả? Em cái số nhiều. Thì nói chung là em đâu em biết ai đâu, em chỉ được nói được cái chú bảo vệ uống xong rồi là cô lo công mà hay lắm chị. Hôm bữa em gọi cô là cô uống nước á, uống quá chị uống xong rồi em cô tưởng là free chị không, sau đó không có đâu chị, phải có tiền hả chị. Rồi cuối cùng là cô đánh em quá trời luôn. Chị trông chờ vào ai? Chị em khá hơn. Em được 20 khách rồi chị ạ. Chị biết là chị có thể tin tưởng vào em mà. Như nào kể chị nghe. Thì có gì đâu, hôm nào đến em cũng tự gọi đồ ở quán, mỗi ngày 2 ly, thế là được tiến độ rồi. Thôi bỏ đi. Dạ sao? Tầm này chắc chị chỉ có trông chờ vào cái ngọc thôi các em ạ. Nó bói tốt đúng không? Vâng. Hay là chị có ra chị bói nhỉ? Xem bói đi. Em đi. Này, bói chị với nhé. Ui, ra đi. Đang tập trung, đang bật. Em chị à, cứ làm phiền là thượng đế. Dạ vâng, chị cứ tự nhiên ạ. Nói chung là chị cứ nghe theo em đi, thì anh ấy mới quay lại được. Chứ cái đường tình duyên của chị lủng củng lắm. Này, chị mà nghe em thì có anh người yêu chị quay lại không? Mà làm gì có anh nào? Tôi sự nghe xỉa bao nhiêu năm nay hàng bao nhiêu năm. Làm gì có anh nào đây mà kêu anh nào anh có đây nhở? Ý em là chị có người âm theo, nhưng mà bây giờ anh ấy đang dỗi chị rồi. Người âm à? Dỗi à? Sao bây giờ? Em ơi, Ngọc của em thật là xuất sắc, không thể tin được. Xuất sắc. Này các bạn thấy bói kia không? Tôi nghe theo bà về là y chang. Mà bây giờ chồng tôi được dỗi tôi một đời, ly hôn với tôi kìa. Bà bói sai bét rồi. Như nào? Cả tôi nữa. Bà làm cái gì mà tôi bị đuổi việc ở này, bói toán kiểu gì đấy, bùa bủng kiểu gì đấy. Bà, giấy tờ của sếp tôi đã cháy hết rồi. Mấy đứa tất cả tan tác hết cả rồi. Trời ơi, chị tin tưởng các em, hóa ra các em dốt nát ngu. Trời ơi, ra cái khổ thế này có một đám nhân viên ngu ấy là ngu. Em ra cầm gì hơn đâu. Em bị thua đánh cho tê thua này. Cái mặt thế này. Này thì bao giờ mới cá đấy được. Chán em lắm rồi ý. Thôi được rồi, cái em thật là vô dụng. Đến lúc chị phải ra tay rồi. Chị mà ra tay nhá thì sẽ không bao giờ cái quán này như thế này. Cái quán này nó sẽ nườm khách, hiểu không? Nhìn đây này. Bắt đầu 3, 2, 1. Thính ở đâu cứ bay lung tung. Thính ở đây nào, em đã thả. Bao giờ gặp luôn. Ủa chị, hôm nay ngày gì?
đến quán đông ấy. Chị mà một khi đã ra tay thì gạo say thành cám à. Chị cần thả Thính nhẹ trên Facebook đúng không? Thính của em thả đăng một status pop lên Facebook. Ôi em cô đơn quá, giữa một quán cà phê xa lạ mà không có ai bên cạnh. Ồ, cùng em uống tách trà nóng vào ngày mùa đông. Trời đất ơi, xuất sắc. Trời ơi, sống ảo luôn rồi đó. Đéo. Trời, bây giờ nhìn nè, vô tí nhìn đi em. Stop. Chắc mọi người đang không hiểu đây là ai đúng không? Tôi xin được giới thiệu người yêu cũ chị Bảo Anh. Rồi tiếp tục nhân vật cảm xúc. Anh nói trước đi. Thôi, anh nói trước đi. Ôi giời ơi, nói chung là ai nói? Ai nói trước đi? Anh. Giời ơi, bẩn quá. Anh nói. Thôi rồi, bây giờ tôi chỉ được. Anh nói trước đi. Hôm nay mọi người ở đây đông vui nhỉ? Hình như đều là... Thì đều là khách hàng thân thiết của em thôi anh. Khách hết à? Dạ vâng ạ. Sao đông vui thế? Thì... nói chung là hôm nay Bingo mở tiệc anh ạ. Em muốn mở party để cho các bạn vui. Vì đây đều là khách hàng VIP của em. Em tri ân tất cả mọi người và mọi người free nhá. Không sao em, mình vui mà. Vui quá rồi, bỏ đi, free đi. Vui đi, vui đi. Mấy đứa kiểm tra chị xem tổng cộng chi phí hết tất cả bao nhiêu tiền rồi. Dạ chị, tổng chi phí hết là 3.450.000 chị ạ. Trời ơi, sao nhiều thế này rồi. Tra cái gì nữa, mình cũng tại chị, tôi mê trai. Mà trai gì, người yêu cũ, đâu có sơ mối được gì nữa đâu. Đang đợi mình cơ. Thôi được rồi, tháng này không tính. Từ tháng sau các em phải cố gắng gấp đôi cho chị. Nghe chưa? Cố gắng gấp đôi cho chị để còn bù lại cái chỗ lỗ này. Tại sao tụi em phải gấp đôi? Không cãi, muốn nghỉ việc không hả? Cố gắng lên, nghe chưa? Không thì liệu hồn đấy. Trời ơi, quán thì êm. Tại sao đời tôi cứ dính cái chữ ế thế này à rồi? Phải thôi à? Cô làm việc gì ạ? Lấy không khí chứ còn gì nữa. Hấp dẫn các bạn hát. Hát cái bài lúc em vừa hát đi. Đúng thì tôi với hai.